Ở phần tiếp theo thì ta sẽ tìm hiểu về cầu não. Cầu não là phía trên hàm não và ngăn cách bởi trung não và bởi rãnh cầu cuốn. Cầu não nằm trên rãnh nền của xương chậm. Cầu não có bốn mặt và mặt trước hành cầu não đây. Cầu não tức là ở chỗ nào nhỉ? Thì đây là mặt sau của thân não. Vị trí số 1 là đùi chậm. Vị trí số 2 là cuốn tiểu não trên. Vị trí số 9 chính là lỗ Mandelbrot. Vị trí số 13 là cụ não sinh từ tư ria trên. Và ta thấy này, mặt trước là có cao độ 3 cm, rộng 4 cm, có khía chạy ngang. Chính giữa mặt trước có một rãnh dọc, gọi là rãnh nền. Mặt bên thì hai bên thu hẹp dần từ trước ra sau, tạo nên cuốn não, tiểu não giữa, rễ dây thần kinh tam hoa, dây số 7, số 5 đấy, là móc ngăn cách mặt trước với mặt bên. Mặt sau tức là cầu não, hành não bị tiểu não che phủ và tạo bởi tiểu não giới hạn bởi thấp thứ tư tiểu não. Tiểu não là một bộ phận của thần kinh trung ương nằm riêng biệt phía sau thân não, chủ yếu ở phía sau hành não và cầu não. Tiểu não cũng là có cuốn tiểu não, hai cuốn tiểu não trên. Thì mặc dù hai cuốn này là ở đằng sau của cầu não, hai cuốn tiểu não giữa nối tiểu não với cầu não, hai cuốn tiểu não dưới thì nối tiểu não với hành não. Các cuốn tiểu não này đều nằm ở mặt trước của tiểu não. Tiểu não cao 5 cm, ngang là 10 cm, dài 5 cm. Tiểu não nằm gọn trong hố tiểu não ở phần tầng sọ và tiểu não có 3 mặt. Ta xem lại. Đối với mặt trên thì ta xét ở hình 5 đấy. Hình 5 đâu? Hình 5 ở dưới đây. Mặt trên của tiểu não đây. Vị trí số 1 chính là khuyết trước tiểu não. Vị trí số 2 tức là các lá tiểu não. Vị trí số 3 tức là mặt trên bán cầu tiểu não. Vị trí số 4 tức là khuyết sau tiểu não. Vị trí số 5 tức là các rãnh của tiểu não. Vị trí số 6 tức là cánh tiểu não trung tâm. Vị trí số 7 tức là thùy dung. Thì ta thấy này, ta thấy mặt trên của tiểu não thì có thùy dung trên ở giữa. Hai bên thùy dung là mặt trên các bán tiểu não, bán cầu tiểu não. Bờ chu vi có hai khuyết, khuyết giữa trước áp ở trung não, khuyết giữa sau áp ở ẩm chủ của ổ chậm trong hộp sọ. Mặt dưới tức là mặt dưới có thùy dung ở dưới ở giữa và mặt dưới của hai bán cầu tiểu não. Phần trước mặt dưới liên quan đến mặt sau hàm não. Mặt trước tức là hình số 6. Hình số 6 đây, tiểu não của nó đây. Vậy thì ta thấy được ở mặt trước có tiểu não, nó có điều gì đặc biệt nào? Ở số 1 là thùy dung, đây là vị trí số 1. Vị trí số 2 chính là tiểu thùy lưỡi. Vị trí số 2 tiểu thùy lưỡi. Vị trí số 3 chính là cuốn tiểu não trên. Cuốn tiểu não trên. Vị trí số 4 chính là cuốn tiểu não dưới. Cuốn tiểu não dưới. Vị trí số 5 là cuốn tiểu não giữa. Tương tự như thế đối với các trường hợp trên.
Và ta thấy một điều đó là mặt trước của tiểu não thì gồm có các cuốn tiểu não, ngách não ở thấp thứ thứ tư, ở phía trên ngách là đầu trước của thùy dung trên và lưỡi não. Ở phía dưới ngách thì có thùy dung dưới và cục não. Ở giữa hai hạt não carin thì ở hai bên, ở ngoài thì có hai mương não ở hai bên. Quang carin là một phần của màng não, những cái tiểu não căng ở cục não ở hai bên mương não. Thông não, thông não là một phần não ở giữa bộ phận nối giữa hành và cầu tiểu não, một bộ phận ở trên. Thông não gồm có bốn mặt, hai mặt bên, mặt trước và mặt sau. Mặt trước thì gồm có hai bên mặt trước có cuốn đại não do các bó truyền xung thần kinh chất trắng chui vào gian não tạo nên. Cuốn đại não dài và rộng 15 cm. Ở hai cuốn đại não là khoang khoang thủng sau, ở đây có rễ thần kinh vận động nhãn chung và thoát ra. Ở mặt sau trung não thì còn có bốn củ não sinh tư, hai củ sinh tư ở trên nối với hai gối ngoài và hai đồ chậm của đồ thị với hai cánh tay liên hợp ở trên. Củ não sinh tư trên thì gối ngoài và đồ chậm trung khu ở dưới vỏ của đường dẫn truyền thị giác. Hai cụ não sinh tư dưới tức là nối hai thể gối bởi hai cánh tay liên hợp ở dưới. Các thập phần này là trung khu dưới vỏ đường dẫn truyền thính giác. Phía trên cụ não sinh tư thì có hai dây thần kinh số 4, dây thần kinh vận động cơ chéo to của mắt thoát ra khỏi não. Đây là dây thần kinh duy nhất thoát ra mặt sau thân não và đi vòng ở phía trước giữa hai cuốn sống, có hai cống sylvius thông với não thất ba và não thất thứ tư. Đây là mặt sau của phần thân não. Ta nhìn thấy là chúng ta đặt là vị trí số 1 chính là não thất thứ ba, vị trí số 2 tức là tuyến tùng, vị trí số 8 là cuốn đại não, vị trí số 8, vị trí số 12 là cầu não, vị trí số 14 là cuốn tiểu não trên, vị trí số 18 là cuốn tiểu não giữa. Như thế thì ta sẽ thấy được mặt bên trong não là cánh tay liên hợp ở phía dưới, còn cái phần mà não thất thứ tư hình thể bên ngoài gian não và não thất ba đấy, thì mình sẽ lướt qua phần này nhé. Đối với não thất thứ tư thì não thất thứ tư là chỗ phần to, phần phần hình rám của ống não giữa hành và cầu não tiểu não, gấp trên não thất thứ tư thông với ống cống sylvius, góc dưới thì thông với nội tùy. Não thất thứ tư là một nền và một mái. Đây là thiết kế đứng dọc của não thất thứ tư. Ta thấy vị trí số 1 chính là hành não, vị trí số 2 chính là cầu não, vị trí số 4 tức là màng tùy trên, vị trí số 6 tức là mái trung não, vị trí số 8 tức là cây đời tiểu não. Đấy, cây đời tiểu não. Vị trí số 9 chính là lưỡi thùy dung và vị trí số 10 chính là cục não. Như thế thì nền não thất thứ thứ tư, nền não thất là gồm hai tam giác dưới là mặt sau hành não, tam giác trên là mặt sau cầu não. Mỗi nửa bên phải bên trái của nền não thất thì có hai lồi dọc, một rãnh ở rãnh chiều hai lồi đó, lồi dọc trong thì còn có cánh cánh trắng ở trong tam giác hạ thiệt, lồi tròn tức là ở phía trên với nhân dây thứ thứ sáu, rãnh gồm có là hố dưới có cánh xám hay là dây tam giác dây dây thứ 10, hố trên liên quan đến nhân dây thần kinh sinh ba, lồi dọc ngoài là cánh trắng hoặc là vùng tiền đình liên quan đến nhân dây tiền đình và nhân ốp gai. Ở đây là cái nhân dây thần kinh sọ não thứ thứ tư. Thì ta thấy là ở vị trí số 2 chính là nhân dây thứ thứ ba, vị trí số 4 chính là nhân dây trung não thứ thứ năm, vị trí số 8 chính là nhân bó đơn độc, vị trí số 12 chính là nhân tiền đình trong,
vị trí số 16 là nhân hòa nghi. Đấy, thì mái não thất thứ tư là ở phía sau nền, mái căng từ trung não ở phía trên và hành não ở phía dưới ở mặt trước tiểu não. Mái tiểu não gồm có 3 phần, phần trên là van Coxen gọi là màng tủy trên, phần giữa là ngách của não thất thứ tư, phần trên là mang mái giang não. Giang não nối liền giữa thân não và hai bán cầu đại não. Hai bán cầu đại não phát triển nhanh và mạnh ở trùng hẳn lên giang não, vì thế giang não ở giữa và chính liền với hai bán cầu đại não. Vùng rỗng ở giữa hai giang não gọi là não thất thứ ba, và thông với hai vùng rỗng của hai bán cầu não gọi là não thất bên. Đồ thị và các vùng xung quanh của đồ thị tức là cái vùng hình trái xoan đầu to ra gọi là đồ chậm. Đồ thị là khối chất xám, phần trước của đồ thị là trung khu nhận cảm giác toàn bộ cơ thể, phần sau là đồ chậm trung khu dưới vỏ truyền thị giác. Đây là một cái hình mặt trong của bán cầu để thân và tiểu não phải, thì ta sẽ thấy rằng là vị trí số 1 là hồ giếng trai. Vị trí số 1 đâu? Đây, vị trí số 1 hồ giếng trai. Ta sẽ thu nhỏ lại để xem. Vị trí số 4 là vắt trong suốt. Vắt trong suốt. Vị trí số 16 là rặng dính dưới dính. 16 rặng dưới dính đây. Vị trí số 18 là hồ trên. 18 hồ trên. Vị trí số 10 là thân thể trai. Số 10 thân thể trai. Vị trí số 14 là hồ trước trên. Vị trí số 14 hồ trước trên. Thì ta thấy rõ ràng là và các vùng quanh đồi thì tức là vùng trên đồi. Vùng trên đồi có tuyến tùng và cuốn tuyến tùng. Vùng sau đồi, vùng sau đồi thì là bốn thể gối đều các nhân xám. Hai thể gối ngoài là nối với hai cụ não sinh tương trên. Hai thể gối trong là hai vùng dưới đồi. Vùng dưới đồi với đồi thị gồm có vùng đồi hay là vùng dưới đồi thị thì có vùng dưới đồi hay là cụ xám tương trên giao thoa với thị giác, dạ thị giác. Vùng đồi thị sau có cụ núm ở vùng ngay đồi thị và nhận bởi trong vùng này có nhân ở dưới đồi thị ngoại tháp và trong khu thực vật. Ở phần tiếp theo não thất thứ ba thì mình sẽ được trình bày ở cái phần sau. Và ở phần này thì như thế là đến đây là kết thúc.